Để chuẩn bị món phở gà này, chúng ta cần có gà ta, da vàng như thế này, xương gà, xương heo, lá chanh bắc, hành baro, cành tây, gừng, hành tím cũ, đậu hành lá, chanh, rễ ngò, củ hành, xá sùng, tương bắc, đường phèn, muối hột, bánh phở, một số gia vị thông dụng và chắc chắn không thể thiếu, đó là bột ngọt Ajinomoto. Bây giờ thì mình làm cái gì trước ha anh Huy? Trước hết là chúng ta nấu một nồi nước dùng. Anh sẽ bắt một nồi nước để nấu nước dùng nha. Để nấu một nồi nước dùng ngon thì chúng ta phải trụn xương gà và xương heo qua nước sôi. Anh Huy ơi, em thấy nước sôi bùng luôn rồi kìa. Đúng rồi, bây giờ anh sẽ cho xương gà vô nè. Chúng ta sẽ trụng sơ một cái. Rồi vớt ra hả anh Huy? Vớt ra ngay. Chúng ta sẽ rửa sơ lại qua nước lạnh. Dạ. Để nấu nước lèo. Đây, xương heo cũng vậy. Được chưa hả anh? Xong rồi, anh đã rửa nước lạnh rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu nấu nước dùng thôi. Đây, chúng ta sẽ bắt một nồi nước nguội. Dạ. Cho toàn bộ xương vô. Còn Hương cho vô cho anh. Để cho gà thấm gia vị và ngon thì trước khi chúng ta cho gà vô luộc, chúng ta sẽ ướp sơ với một ít muối. Ướp với một ít muối. Tiêu nè. Ajinomoto. Một chút xíu nước mắm cho thơm. Đây, khi mà chúng ta ướp sơ gà qua như thế này thì luộc lên gà sẽ ngon hơn. Dạ. Vậy thì khi nào mình mới cho phần gà đã ướp này vô trong nồi nước để luộc luôn hả anh? Bây giờ anh cho vô ngay đây. Chúng ta luộc gà từ nước còn nguội. Dạ. Chúng ta nấu nước dùng gà này khoảng 2 đến 3 tiếng là được. Để có một nồi nước dùng thật là ngon thì chúng ta phải cần có những gia vị đi kèm. Đó chính là gừng. Chúng ta nướng. Đây, chúng ta nướng gừng như thế này. Tôi đã nướng sẵn rồi. Hành tím cũng vậy. Anh sẽ đập một chút xíu cái rễ ngò ra và dập cho thơm. Rồi, giấy mùng anh cũng đã chuẩn bị sẵn. Chúng ta cho hỗn hợp này vô, buộc lại. Rồi, bây giờ thì nước đã sôi rồi. Chúng ta giảm nhỏ lửa lại một chút xíu. Hết bỏ hết bọt này. Chúng ta sẽ cho vô hành baro, cần tây và gói gia vị đã nướng hồi nãy. Dạ. Trong lúc em vớt bọt thì anh sẽ lo phần tiếp theo nha. Dạ. Anh sẽ sắc hành tây ra. Chanh bắc thì anh sẽ sắc sợi. Bây giờ chúng ta sẽ gấp gà này ra. Chúng ta cũng ngâm vô nước lạnh. Dạ. Và để nấu được món này ngon thì tôi cũng đã chuẩn bị một sẵn một nồi nước dùng. Bây giờ chúng ta sẽ đổi này qua để lấy nồi nước dùng anh đã chuẩn bị sẵn. Dạ. Đây, anh đã chuẩn bị sẵn từ sáng rồi. Đúng rồi, bởi vì nước dùng của mình phải nấu từ 2 đến 3 tiếng mà, đúng không anh Huy? Chính xác. Bây giờ anh sẽ chặt thịt gà ra. Chúng ta sẽ nêm với một ít muối hột nè. À, đây là điều mà nãy giờ mà em định hỏi anh Huy đó. Tại vì trong phần gia vị hôm nay em thấy có đường phèn với muối hột. Đường phèn nữa nè. Dạ. Tại sao mình phải sử dụng đường phèn với muối hột hả anh? Chúng ta kết hợp gia vị đường phèn và muối hột lại để nồi nước dùng đậm đà, ngọt thanh nhưng mà không bị gắt bởi gia vị. Rồi, tiếp tục nêm thêm một ít Ajinomoto. Anh chỉ cần cho thêm một chút xíu nước mắm nữa là vừa miệng. Bánh phở anh cũng đã trụng sẵn rồi. Dạ. Anh sẽ xé thêm một ít thịt gà. Đùi gà thì chúng ta để xương và chặt như thế này. Một ít hành nè. Chúng ta sẽ múc nước dùng cho vô tô. Công nhận là anh Huy nấu nước dùng trong thiệt đó nha. Đây, lúc này Ngọc Hương cho thêm một ít lá chanh. Anh cho thêm một ít ngò rí vô nè. Và ít cả ớt nữa để tăng thêm màu sắc. À, nhìn thật là hấp dẫn nha. Bây giờ anh sẽ cho em dùng một miếng nước phở coi như thế nào. Nhìn thì hấp dẫn thiệt đó, để em ăn thử nha. Sao nước dùng sao rồi em? Nước dùng trong, ngọt thanh. Mà em cảm thấy là dường như nó ngon hơn là nước dùng phở bò mà em hay ăn ngoài tiệm đó anh Huy.
Gà anh Huy luộc ngon quá à. Rất là ngọt thịt, mà các gia vị anh ướp trước khi luộc đó cũng thấm vô trong miếng gà luôn, ăn thật là thích. Vậy thì còn chờ gì nữa, quý vị khán giả hãy trổ tài, và đặc biệt là khán giả Thu Hà ở quận 7, hãy nấu phở gà cho ông xã của mình thưởng thức nhé.